cái bộ đồ này mặc trên người thì cũng khoảng hơn 30 kg, kính thưa cả nhà. Bộ đồ này rất là nặng. Hy vọng rằng cái chương trình bảo vệ môi trường mà thầy ấy đã làm hàng mấy chục năm nay sẽ tác động được truyền cảm hứng cho toàn thế giới. Mong mọi người cùng với thầy Tion lan tỏa yêu thương trong cộng đồng, bảo vệ môi trường để nhiều con cháu thế hệ sau chúng ta được hưởng cái không khí. Hay gì đấy.